Mặt trời lại mọc rồi ư? Cứ tưởng hôm qua nhắm mắt lại là xong rồi chứ. Thế là ta lại có thêm một ngày để yêu thương. À, mà hai ông thần nhà mình đi đâu ấy nhỉ? Ngày nào cũng ăn cơm nguội chán quá bố ạ. Thì nhà mình có còn cái gì đâu. Có cơm ăn là may rồi. Mà không ăn thì để bố ăn. Miếng đấy con để cho ông Lợi mà. Ông không ăn đâu. Ừ, thằng Bất Hiếu. Ai bảo là tao không ăn? Đang đói bỏ mẹ ra đây. Được rồi, đã thế nhá, tao sẽ có cách ăn cao lương, ăn món ngon hơn nhiều. Lạnh quá. Ôi, lạnh quá. Tiếng ai nhỉ? Lạnh quá. Rát. Lạnh. Ôi ơi, ông bị sao đấy ông? Lạnh. Ôi tôi chết rồi bố ơi. Ông chết rồi bố ơi. Ai chết, ai chết? Ôi bố ơi. Bố ơi, đi ra bố chết đột chất thế bố ơi. Chết cái đầu mày. Tao sốt thôi. Đúng rồi đấy, ông sốt tới tận 38-39 độ Richter. Bố có khát nước không bố? Không khát. Thôi chết rồi, con ăn cơm tôi lại ăn mất của ông rồi. Thấy chưa, con bảo để phần ông mà bố không nghe. Bố có muốn ăn gì không bố? Không, ôm thế này nuốt làm sao được. Nhưng... chỉ hút được bát cháo gà thôi. Thương, đi với bố. Đi đâu hả bố? Đi sang bác Nga, vay tiền mua con gà về nấu cháo cho ông. Ôm nặng lắm rồi. Ôm nặng lắm. Vào nhớ chào bà, chào bác cẩn thận đấy nhá. Vâng ạ. Bác Nga đang ăn cơm đấy à? Cháu chào bà. Bố con là tình thương đấy à? Vào ăn với tôi bát cơm nào. Thôi cơm nước gì bác. Bố con em sang đây là định vay bác ít tiền đấy mà. Ồ, tiền nong tính sau, cứ vào đây ngồi ăn với tôi bát cơm, tôi đi lấy bát nè. Thôi bác. Bố ơi, bố cho con Chim một miếng thịt gà nhé. Thôi, ông đang ốm. Để cho ông ăn nhanh khỏi bệnh. Hôm sau bố kiếm con khác bố nấu cho mà ăn. Vâng ạ. Bố cố. Bố Chim. Mày cầm hộ tao cái gì hả? Vướng quá. Ồ hay, mày cứ ngồi lù lù một đống đi thì làm sao bố khỏi ốm được. Đưa cái tiền đây, đi 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 chỗ khác chơi đi. Ngon quá. Cho cháu xin một miếng. Thôi, ông ốm mày phải nhường ông chứ. Cháu xin một miếng đi. Hơn một năm nay cháu chưa biết mùi vị thịt gà nó như thế nào. Khổ thân cháu tôi. Thế để ông ăn xong rồi ông tả lại mùi vị thịt gà cho cháu nghe nhá. Đi mà ông, hay là ông cho
cho cháu một thìa thôi cũng được. Mày nhớ chỉ một thìa thôi nhá. Vâng ạ. À, há mồm nha. À mà thôi, mày đi lấy cái thìa khác đi cho nó đỡ mất vệ sinh. Thế đi. Thìa đây ông ơi. Ê, 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 đừng đẻo nha. Thìa này thì còn cái gì nữa. Thôi, thôi, bỏ bỏ thìa, để tao đút cho. Một thìa này nhá. Vâng ạ. Bỏ cái miếng gà này ra. À. Ngon không? Có. Đi đi đi. Đứng đây chờ bố tí. Để bố mổ lợn, bố cho đi ăn bún. Không gọi ông dạy đi cùng hả bố? Hôm qua ông già ốm để được ăn cháo gà rồi. Bánh cái gì mà bánh? Vào đây bố cho ăn bún. Ôi bố, đi bố mua con bộ quần áo mới nhá. Thôi mẹ im mồm đi. Đi vào đây bố mua bún cho mà ăn. Ôi dồi. Ơ bố, bố đi bằng gì mà nhanh thế? Thì tao chạy bộ, cứ có ăn là tao nhanh hết. Bà chủ quán đây. Tí tính tiền cho thằng béo này nhá. Ok. Ôi bố, thôi dù sao ông là bố của bố. Ăn xong ngồi đây đợi bố nhá. Để bố ra coi ông mua gì để rủ ông về luôn cho nó vui. Vâng ạ. Ừ, sao đấy? Hình như mình quên gì ấy bố ạ. Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi. Đầu óc hay quên ấy, mỗi lần làm cái gì cũng phải già trước soát sau đi xem có quên gì không. Thế nghĩ kỹ đi xem quên gì không, chứ tao nghĩ kỹ lắm rồi, tao không quên gì đâu. Hình như mình quên ai ấy. Ui, giời, yeah. Quên ai mà cũng không nhớ nữa. Thế tóm lại lúc nãy mày đi mấy người? Cái gì đấy? Hai người, chắc chắn hai người. Hai người. Một, hai, đủ rồi. Ừ nhỉ, thế lúc nãy bố đi mấy người? Thì tao đi một mình tao, đây này, tao đi đây này. Tao đi có một người thôi, tao đi. Bố, lên đây con like về. Ok con. Chính ra là tao đang thừa một người đây này. Lúc nãy tao đi có mình, bây giờ là một, hai. Tao thừa thành một người. Ừ nhỉ, thần hồn nát thần tính. Thôi đi về. Ôi thôi chết rồi, mình bỏ quên thằng Thương ở chợ rồi bố ạ. Ừ, giời ơi, từ đầu tao đã nghi nghi rồi. Mày làm bố kiểu gì đấy? Có thằng con mà cũng bỏ quên bố mất. Đúng là đồ ngu. Có đứa con mà cũng để quên. Bà kia, bà giữ ai đây? Ôi thôi, con này, thôi. Thôi, bố đã dặn mày bao nhiêu lần rồi. Sống phải biết khiêm nhường, đừng ganh tị với người ta. Ra đời ấy, nếu có ai chửi mày ngu ấy, thì đừng vội tức giận con ạ. Bởi vì mày có ngu thì người ta mới chửi. Sang chợ đón cháu tao về nhanh.
Cái thằng này hư thật đấy, đã bảo ngồi ở quán bún đợi mà không biết đi đâu rồi. Từ trưa mày mày nhìn quanh chợ xem còn ai không mà mày bảo nó đợi. Chắc là nó đợi lâu quá không thấy thì nó đi tìm chứ làm sao nữa. Bố ơi, có khi nào thằng Thương bị bọn nó bắt nấu cao rồi không? Mày mẹ mồm mày đi. Thì tốt nhất là mày đừng có mở mồm nói, họ còn nghi ngờ mày ngu. Chứ mày mở mồm nói là họ khẳng định mày ngu đấy. Mày đừng có nói nữa. Thôi về ngủ trưa để chiều tìm tiếp bố ạ. Không có ngủ nghỉ gì hết, phải tìm bằng được cháu tao. Mày đừng có nói nữa. Giờ biết tìm ở đâu. Thôi về để thằng khác bố ạ. Đừng nói nữa, mày đừng nói nữa. Tìm cháu tao đi. Đứng lên. À, cái này vài hôm rồi nó khỏi đấy mà. Chó liền da, gà liền xương. Mỗi lần mày nói, mồm với não mày nó không liên kết với nhau. Nhưng cái gì? Lang thang mấy tuần trời rồi, xe thì cũng đã bán, tiền thì cũng tiêu hết. Bố ơi, con đói bố ạ. Bố cũng đói. Còn cái bánh, nhưng để phần cho thằng Thương. Lỡ tìm thấy nó ấy, nó đói còn có cái mà ăn. Không biết bây giờ nó lưu lạc ở đâu. Thương ơi, dù có đi đến cùng trời cuối đất, bố với ông cũng phải tìm được cháu. Một, hai, ba, bốn. Bốn cái đường này đi nào để về nhà mình nhờ? Ông ơi, bố ơi, cháu đây này. Thằng Thương, có phải nó rồi? Đúng thằng Thương rồi. Thương ơi, Thương. Thương thấy cháu rồi. Bố tìm thấy con rồi, Thương ơi. Con tìm thấy con của con rồi. Tìm thấy cháu rồi. Mày đi đâu mà để ông với bố tìm cả tháng nay? Con ngồi quán đợi trả lấy ai nên con đi tìm. Thôi thôi thôi, tìm chỗ nào ngồi đi, để tâm sự sau. À đây, sang đây, sang đây. Ngồi xuống đây cháu ơi. Tìm được nhau là tốt lắm rồi. Nghỉ ngơi một chút đấy, bố con ông cháu mình còn có việc quan trọng hơn cơ. Thì tìm đường về nhà chứ còn gì nữa. Lưu lạc cả tháng trời, chả biết đây là đâu. Mà khổ nỗi ba bố con cứ mỗi lần đi ra khỏi nhà là không tài nào nhớ đường về. Thế mới tài chứ lị. Ôi giời, đường về nhà bố mới lo chứ còn đối với con quá đơn giản. Ô, thế là con nhớ đường về nhà? Thì con chỉ việc đi theo bố thôi, vì con ở chung nhà với bố mà. Nói như mày. Bố ơi, con đói. Thì tao cũng đói mà. Sau đợt này về tao phải bổ túc cho mày ngay một lớp làm cha. À đây, ông có cái bánh. Thôi, nhường cho cháu, cháu nó còn nhỏ. Dạ vâng. Đây, cháu ăn đi. Con mời bố, con mời ông. Ông xin. Bố ơi, có khăn nước. Được, con cũng khăn nước. Ừ, tao cũng khăn. Đi theo bố, đi theo ông. Theo ông, theo ông, theo bố. Anh ơi, cho em gửi nước ạ. Cháu ơi, cháu ơi. Ôi Tình ơi, Tình ơi, con ơi, con ơi, con ơi. Đây 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 đây, đây. Con uống đi, uống đi. Thôi 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 thôi.
Ông ơi, trà sữa đúng là ngon thật đấy. Kế sách của bố đúng là cao kiến. Thế thì tao mới là bố mày, mới là ông của thằng này. Hình như đằng trước có ông xe ôm. Xe ôm là người ta đi nhiều, biết nhiều. Mình lên hỏi, biết đâu người ta biết địa chỉ nhà mình ấy. Đi, 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 đi. Bác ơi, bác gì ơi? Đi xong, đi xong, đi xong ạ. À, không. Bác cho ba bố con em hỏi đường với. Ôi giời ơi, hỏi gì hỏi nhanh đi. Mất cả giấc ngủ. Bác ơi, bác nhìn kỹ mặt ba bố con em đi ạ. Tôi đùa bố con nhà ông đấy à? À không, em nói thật mà bác. Bác nhìn kỹ mặt ba bố con em đi ạ. Rồi. Bác nhớ chưa? Nhớ rồi. Bác ơi, hay là bác cứ nhìn lại một lần nữa đi cho nhớ mặt từng người cho nó chắc ạ. Này, bố mày không có thời gian nhá. Không bác ơi, em nói thật mà em xin bác ấy, bác nhìn lại một lần nữa cho nó nhớ đi ạ. Lần này nữa thôi đấy nhá. Vâng. Nhìn kỹ rồi, nhớ mặt từng thằng rồi. Bác ơi, bác làm nghề xe ôm ấy thì bác đi nhiều nơi, biết nhiều chỗ, quen nhiều người. Thì bác nhớ mặt ba bố con em rồi ấy thì theo bác ấy, mặt ba bố con em là thường thường là sẽ sống ở đâu ạ? Mẹ nó, sống ở đâu lại đi hỏi mình. Bố ơi, con mệt lắm rồi, đói lắm rồi, không đi được nữa đâu. Mấy ngày trước ông với bố còn đừng nửa cái bánh. Tính ra cháu là người đói nhất. Kể ra mấy hôm nay bố con ông cháu mình chưa có cái gì vào bụng rồi. Thôi, cố lên. Đi thêm một đoạn nữa ấy, xem có cái nhà dân nào xin cái gì ăn cho nó phình bụng ra. Đi, cố gắng lên. Uống, uống đi con. Uống đi nào. Không uống nữa à? Ôi, em lỡ tay, em xin lỗi bác. Không sao đâu, chuyện nó cũng là không may ấy mà. Ôi, bé nhà cô đây à? Vâng, vâng, bé nhà em. Ôi, cháu kháu quá nhỉ. Xinh trai quá. Em lại cho nó ăn bác ạ. Ờ. Nào con, nào, ăn nào, ôm, ôm nào. À, há mồm để ôm nhá. Há mồm, há mồm. Ôm. Đấy, cháu phải ăn như ông ấy này. Cô đưa thôi. Cháu ôm như này này nhá. Nào. Đấy nhìn nhá, nhìn nhá. Nào, ầm nào, ầm nào. Ầm. Ngon không? Ầm ầm nữa nào nhá, cháu nhìn nhá. Đấy. Đây, bố đưa đây con. Cháu phải ăn như thế này này. Đấy, hết rồi đây này. Bé nhà mình dễ thương quá nhỉ. Nào, hôn mẹ bé cái nào. Cái gì đấy? Cháu ơi! Cháu chị ơi! Ba ông kia, nó ăn hết đồ của con rồi là nó còn chơi em nữa cái kìa. Vợ của Giang cọp mà dám đụng vào. Chú Toàn. Dạ. Chú biết phải làm gì rồi chứ. Vâng, thông thái đi. Mình nghịch ngu rồi bố ơi. Có mỗi mày nghịch ngu thì tao mới không thương được miếng nào. Chạy nhanh lên đụng đúng bọn sao đen rồi. Đứng lại. Bọn này trốn kỹ thật đấy. Hai thằng đẹp thế. Đẹp nhờ? Đẹp không? Đẹp đấy, đẹp đấy. Để thử mua tặng tao một bộ đi. Quên mẹ đi. Thao thả, thao thả. Cho chúng mày mua quần áo à? Đi tìm người đi. Vâng, 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 vâng. Thao thả, thao thả, thao thả này cả. Thao thả. Ha 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 ha
Hey. Dạ của hai anh ạ. Dạ. Chắc là hết hơn 1 lít. Thôi lấy 1 lít thôi. À. Quá rẻ luôn anh. Em cảm ơn hai anh nhé. Ba bộ quần áo mà bán con 100.000. Đây là tiền của bố con tôi. Ờ thì quần áo không có mát mà. Làm sao biết giá mà bán được? Thế ra mấy anh đây cũng có mắt thẩm mỹ. Bộ quần áo chỗ mặc là đẹp nhất của cháu rồi đấy. 100.000 không mua nổi cái quần. Thế mà nó giả ba bộ quần áo ba bố con mình có mỗi 100.000. Giờ cứ lông nhong thế này như ba thằng dở người. Giữ được cái mạng là may lắm rồi. Còn đứng đấy mà tiền với nong. Ôi ông ơi bố ơi. Đây. Thương. Rồi. Này đánh đi. Son đâu ấy bố? À son hôm nay tao tiện tao thó trong cửa hàng thời trang đấy mà. Đánh đi chứ không mặc như thế này mà ra đường họ lại bảo là dở người đấy. Úi dồi ôi xấu thế. Vẻ bên ngoài quan trọng đến thế à? Vẻ bên ngoài quan trọng đến thế sao? Thôi mày im mẹ mồm. Thương bố là con gái xấu lắm à? Mày cứ nói thẳng. Yeah. Bố mày bảo đấy, nói thật đi. Nếu trên thế giới này chỉ mình bố là con gái thì con sẽ đi họa. Mày... Này, chính mày bảo nó nói thẳng nói thật đấy. Bố ơi con đói. Thế 100.000 của bố đâu? Ừ nhỉ, 100.000 lúc nãy mà trong cửa hàng thời trang bọn nó mua quần áo mình đâu? Đúng rồi. Đâu? Đây. Ba bố con mình đi ăn đi. Đi làm bán bún cho ấm bụng đi. Cắm mặt xuống màn đi. Bà chú, cho ba bát bún nhá. Thêm bánh đa nhá. Thêm cá nhá. Cho ba bát bún đặc biệt đi em ơi. Thôi chết rồi, hình như nó nhận ra mình rồi. Tao đã bảo là đừng có nhìn rồi cơ mà. Thôi thanh toán tiền đi. Hết một quần áo rồi lại gái. Gái, suốt ngày gái. Mày học thằng thông nguyên này. Ba tô bún cá đặc biệt của ba chị em lấy 120.000 thôi. Tao đã bảo là gọi ba bát bình thường thôi. Ba bát đặc biệt. Tiền đâu mà giả. Mông em chắc đấy. Có 20.000 đáng giá gì. Để anh trả cho. Đại ca đâu? Xin lỗi ba em trước nhá. Đại ca đâu? À mà khoan. Sao tao thấy bọn này quen? Em cũng thấy cái mông quen anh ạ. À thì biết rồi. Là ba bọn kia. Đuổi theo. Đứng lại. Đúng rồi. Cái gì ấy vậy? Đại ca, nó chơi bẩn, nó chơi nhổ bọn bọt. Ui giời, tôi tưởng cái gì cơ? Bọn bọt có gì mà sợ, theo tao.
Đừng để bọn tao bắt được chúng mày. Đứng lại bọn kia. Ba bố con bọn kia đứng lại. Mày không chạy đâu. Ba bố con bọn kia đứng lại thôi. Ba bố kia đứng lại. Ăn tên đâu? Em xin lỗi đại ca, là ăn tên. Bọn này tới số rồi. Chạy đâu không chạy, lại chạy vào địa bàn mình. Đúng rồi đại ca, được gai là được cụt rồi. Anh em mình cứ thong thả đi thôi. Thong thả. Thong thả, thong thả. Bố ơi bố, con mệt lắm này bố ạ. Con cũng mệt lắm này bố ạ. Bọn này nó lùa dai thật đấy. Bố ạ, ba bố con mình phải đứng lên chống lại, đoàn kết. Chứ chạy mãi cũng không phải là cách. Đúng rồi, ba bố con mình phải đoàn kết để chống lại chúng nó. Không sợ nữa. Đúng rồi. Khoai. Sao? Chạy nữa không? Đường này là đường cụt đấy. Đố đại ca lên chạy được đấy. Có mà chạy ở mắt đại ca. Đường cụt rồi. Tỏi mày à. Đại ca, đại ca. Sao? Thế đại ca có hỏi em không? Em không biết đấy. Đúng là không chạy được thật. Hai thằng mày mẽ mồm đi. Khi nó có hỏi thì mới trả lời. À mà tao vừa nói gì nhỉ? Hai thằng mày im mẹ mồm đi. Khi nào tao hỏi mới được trả lời. Hai mày được. Ba bố con chúng tôi ấy không sợ các ông đâu. Chúng tôi sẽ đoàn kết để chống lại các ông. Nào các con. Ô, hai thằng này bỏ rơi mình à? Ai bảo cháu với bố bỏ ông? Con đây. Bố không phải lo, có con ở đây, không phải ngán thằng nào. Nhìn cũng khen đấy nhỉ, xinh cái tuổi. Tốt lắm. Nói thật nha, xã hội đen bây giờ hết thời rồi. Hết thời à? Ấy thế mà trước giờ bọn tôi vẫn tung hoành ngang dọc đấy thôi. Bố nói nhiều với bọn nó làm gì, để con cho nó một vụt. Mày đứng im hộ tao cái. Hôm nay, cho dù ba đứa mày có thành xác thì tao phải đưa ba đứa mày về. Thực ra ấy, sự việc chẳng có cái gì. Mày con chó đi. Chẳng có. Bố có sao không bố? Thôi. Các anh ơi. Thôi các anh cho tôi đi theo với. Chứ ở đây thì hai thằng này nó cũng đánh chết tôi. Kìa bố. Kìa ông. Tình thế nào? Trả lại đúng quần áo cho bố con anh rồi chứ. Không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Anh còn nhớ em chứ? Chú là... Chính anh là người đã cứu em trong đợt em phiêu bạt ở Bãi Vàng đấy. Đợt đấy anh mà không đỡ cho em một nhát dao thì bây giờ có lẽ... À, thế hóa ra là đợt ở Bãi Vàng đấy hả? À? Đây chính là ân nhân của anh mà anh hay kể với em ấy. Chuyện hôm nọ chắc là hiểu nhầm thôi. Bố ơi, bạn của bố à? Thứ thật là tao đích nhớ là ai. Nhưng mà họ đẩy thuyền nên là tao cứ thế tao ra khơi thôi. Chuyện hôm nọ tôi sai. Tôi chỉ định trêu chị một tí thôi. Chị cho tôi xin lỗi. Anh đã nói vậy ấy. Thì cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Thế tình hình bố con thế nào mà bây giờ lại phiêu bạt đây đây? Thú thật với cả cô chú, bố con tôi ấy là vô tình lạc mất nhau. Đến lúc tìm thấy nhau ấy thì lại quên bố mất đường về. Xe thì cũng đã bán, tiền cũng tiêu hết. Ở quê thì bố con tôi là cũng rau cháo qua ngày thôi. Thế thì tốt quá. À không, ý của em là bây giờ cũng đã sắp đến Tết rồi, mà bố con anh cũng chưa có dự định gì đâu. Thôi, ở đây ăn Tết với vợ chồng em. Bây giờ em làm bên mạng xã hội, dưới trướng em thì cũng có 5-70 anh em nữa. Nói chung là làm ăn cũng được. Hay quá, ở nhà chú Giang chắc toàn là ăn đồ ăn ngon. Ở nhà cháu toàn phải ăn cơm nguội, chán lắm. Mày cứ ở đây với chú, thích ăn đồ gì có đồ đấy. Thông, Thái. Dạ. Chuẩn bị phòng cho bố con bác đây ở. Vâng. Em chuẩn bị đồ gì cho bác đây ăn, còn nghỉ ngơi nữa, bây giờ tối rồi. Vâng. Thế thì bố con tôi xin phép là phiền cô chú ít hôm thôi. Khi nào bố con tôi nhớ ra đường về nhà ấy thì bố con tôi xin phép là đi. Không có phép tắc gì hết. Bố con bác phải ở đây ăn Tết với vợ chồng em. Mấy thằng kia có thấy gia đình bà Sơn đâu không? Em tưởng là ấy. Bố con bác ở trong nhà chứ. Tao tìm khắp rồi, không thấy. Thì đâu? Thế đi đâu vậy? Đi đâu được nhỉ? À, hay là chúng mày có nói gì để bố con ấy phật lòng không? Không. Đi tìm bố con bác anh ơi.
Ông ơi, bố ơi, cháu nhớ nhà quá. Ông ơi, cháu về quê đi, cháu không đòi ăn gì ở đâu. Cháu chỉ thích ăn cơm ngoài ở quê mình thôi. Được rồi, để ông tính. Ở nhà chú Giang sướng thật đấy, nhưng mà ông cũng không quen. Ông nhớ quê, nhớ nhà, nhớ mùi vị của khói bếp, nhớ tiếng của trẻ con nô đùa quanh xóm. Ông nhớ cả mùi bùn, mùi đất. Kìa, anh Sơn. Chú Giang đây à? Sao anh với các cháu lại lên đây? Bố con tôi nhớ nhà quá chú Giang ạ. Nhất là mấy ngày này gần Tết, trong lòng bố con tôi cứ nôn nao nhớ quê hương đến cả cồn cào ruột gan. Tết mà, nó là dịp để mọi người ở khắp mọi miền Tổ quốc được trở về gia đình, được quây quần bên mâm cơm. Về quê ăn Tết là để được trở về cội nguồn, được hòa mình vào dòng chảy văn hóa dân tộc của cha ông ta từ xưa đến nay. Em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên giữ anh với các cháu ở lại đây. À không, thực ra là chú cũng có ý tốt thôi mà. Chú Toàn. Dạ. Chú bảo các anh em chia nhau ra tìm bằng được địa chỉ của bác Sơn trước Tết cho anh. Thôi, bố con tôi xin phép về đây. Tiếc quá, lâu lắm mới gặp anh nhưng mà anh lại không ở được lâu. Thôi, anh với các cháu đã quyết định về quê ăn Tết thì em cũng không cố giữ làm gì. Đây là địa chỉ nhà anh, em đã ghi rõ ràng vào trong giấy rồi. Anh với các cháu cứ theo địa chỉ trong đấy là về tới nhà. Bố con tôi cảm ơn chú nhiều lắm. Không có gì anh. Anh cho em biếu anh chút quà về ăn Tết. Tình cảm thì tôi xin nhận, chứ còn tiền thì chú cầm lấy đi. Ơ kìa bố. Ơ cái gì? Nếu chú còn coi anh là anh ấy thì cất tiền đi. Thôi thế này, anh cho phép em gửi cho hai đứa bộ quần áo mới về ăn Tết. Mua cây quất, cành đào cho nó có không khí Tết. Nếu còn thừa thì anh mua ít hoa quả với bó hương, đặt lên bàn thờ, thắp cho các cụ nén nhang hộ em. Bố con tôi cảm ơn chú nhiều lắm chú Giang ạ. Như em đã nói với anh á, cái xe của anh á, em đã cho anh em chuộc về rồi. Cái xe hồng này là... Anh cứ để em nói hết đã. Đã biết tính của anh á, cho nên em cũng không dám mua xe mới. Đây là cái xe, cái tít nhà em, bây giờ không dùng nữa. Anh cho phép em gửi cho cháu Thương lấy cái đi học. Đúng là ở trên đời này, nợ tiền, nợ bạc thì người ta có thể trả, chứ còn nợ tình cảm thì chẳng biết bao giờ mới trả được. Thôi, hai đứa chào chú đi để về. Cháu chào chú ạ. Cháu chào chú ạ. À, có điều này anh định nói với chú lâu rồi, nhưng mà không biết có nên nói hay không. Có việc gì anh cứ chỉ bảo, em luôn coi anh là anh mà. Chú đừng làm về mảng xã hội đen nữa. Sao thế anh? Bọn em làm vẫn tốt mà. Chú Giang ạ, có tốt đến mấy thì vẫn phải lấy tiền của người nghèo để mà nuôi quân thôi. Chú Toàn. Dạ. Chú vào bảo chị mở két thống kê xem còn bao nhiêu tiền. Để làm gì anh? Chia đều hết cho anh em về quê ăn Tết. Nhớ dặn anh em sau Tết không phải lên nữa. Kiếm việc gì lương thiện mà làm. Ok anh. Anh đã quyết rồi. Cái đào này đẹp phết nhỉ. Ông cháu mình đi tìm quất mua đi.
Đây đây đây, sang đây. Quên anh chị ơi. Ông cháu xem quên đi. À vâng. Cái này bao tiền? Cái này 300 ông ạ. Cái này bao tiền? Cái này 500. 500 à? Ê, có cái nào đắt hơn không? Có cái này 1 triệu đây ông này. 1 triệu à? Cái này đẹp không con cháu? Đẹp lắm ông ạ. Đẹp lắm ông ạ. Thôi, lấy cây dăm chục này cho nó vừa nhà mình con ạ, cháu ạ. Cô con ông cháu ta về đi. Có mệt quá. Mua mấy con lợn mà ngon vậy. Ồ, năm nay ăn Tết to nhỉ. Ồ, hình như bố con nhà Sơn Đần về thím ơi. Ồ đúng rồi, bố con nhà ông đi cả năm trời nay mới về cả. Bố ơi, mình về đến nhà rồi. Ông ơi, mình về đến quê hương rồi. Quê hương ơi, chúng tôi về đây rồi. Bà con ơi, bố con tôi về đây rồi. Thương ơi, bọn tao ở đây. Mày ơi, tao ở đây sắp đến rồi. Năm nay đừng ai hỏi lương bao nhiêu, thưởng Tết thế nào. Nhà nào còn đầy đủ thành viên là hạnh phúc lắm rồi. Chúc mọi người bình an. Chúc mừng